Chào mừng tất cả các em học sinh đến với tiết học của bộ môn công nghệ trồng trọt lớp 10. Bài 4: Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng. Mục tiêu của bài học hôm nay: trình bày được các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng, giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng cải tạo đất chua, đất mặn và đất xóm bạc màu. Vận dụng được kiến thức về sử dụng và cải tạo đất trồng vào thực tiễn. Qua quá trình sử dụng tài nguyên đất để sản xuất nông nghiệp thì xuất hiện một số hiện tượng của đất trồng như sau: đất sẽ bị chua, đất nghèo dinh dưỡng, đất bị xói mòn, một số vùng đất ven biển bị nhiễm mặn. Vì vậy, việc bảo vệ và sử dụng đất một cách bền vững là cần thiết để duy trì sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững. Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng. Nội dung bài học: một lá mã, sử dụng và bảo vệ đất trồng. Hai lá mã, một số biện pháp cải tạo đất trồng. Chọn cây trồng phù hợp với từng loại đất. Mỗi loại cây trồng chỉ thích hợp với một loại đất nhất định. Ví dụ, cây chè thích hợp với đất chua, cây hồ đậu thích hợp với đất kiềm, cây cúa thích hợp với đất mặn. Vì vậy, trong trồng trọt cần lựa chọn cây trồng phù hợp với từng loại đất để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao. Nếu trồng cây trên đất không thích hợp, cây sinh trưởng và phát triển chậm, năng suất thấp, thậm chí không cho thu hoạch. Kết hợp sử dụng đất và cải tạo đất. Trong quá trình trồng trọt, cây trồng sử dụng các chất dinh dưỡng trong đất làm cho đất bị suy giảm và mất cân đối chất dinh dưỡng. Vì vậy, cần phải kết hợp việc trồng trọt và bón phân hợp lý, đặc biệt là bón phân hữu cơ và phân vi sinh để bù đắp chất dinh dưỡng cho đất, giúp cải tạo đất. Canh tác bền vững. Canh tác bền vững gồm luân canh, tán vụ, trồng sen, trồng gối, làm ruộng bậc thang, bố trí thời vụ thích hợp để tránh điều kiện bất lợi do biến đổi khí hậu như hạn mặn, lũ lụt, nhằm tăng năng suất cây trồng, tạo việc làm cho người dân, nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích gieo trồng. Ngoài ra, ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao là một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng. Các em hãy giải thích cơ sở khoa học của việc luân canh, trồng sen, trồng gối và bố trí thời vụ thích hợp. Sử dụng và bảo vệ đất trồng. Cơ sở lý luận: trồng thuần một giống cây nhiều năm, nhất là trồng trên đất dốc, làm chất dinh dưỡng đất cạn kiệt, rửa trôi, xói mòn, sâu bệnh phát triển, giảm năng suất, chất lượng. Trồng sen canh, luân canh để tăng thu nhập, cải tạo đất, chống xói mòn, rửa trôi, giảm sâu bệnh hại. Để ổn định, nâng cao năng suất, tăng thu nhập là yêu cầu bắt buộc. Cơ sở thực tiễn: trên thế giới, mô hình này đã đạt hiệu quả rất cao. Dựa vào kiến thức đã học và kiến thức thực tiễn, em hãy tìm hiểu và cân nhắc một số loại cây trồng phù hợp với từng loại đất theo thành phần cơ giới, đất cát, đất thịt, đất sét. Thông tin bổ sung:
Ở các tỉnh miền núi, nơi địa hình chủ yếu là đồi, núi nên có độ dốc lớn, thường trồng sen bên cây xanh, muôn hoa vàng giữa cây công nghiệp như cà phê, cao su, hoặc trồng sen cây họ đào, các loại đào lạt với cây ngắn ngày như ngô, sen. Đây là một biện pháp giúp bảo vệ đất, cải tạo độ phì nhiêu của đất và góp phần tăng năng suất cây trồng. Chúng ta qua phần 2 là mà một số biện pháp cải tạo đất trồng. Biện pháp cải tạo đất chua, đất mặn, đất xóm bạc màu. Chúng ta cùng tìm hiểu quá trình cải tạo đất chua. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân gây ra. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu các biện pháp cải tạo đất chua. Một số nguyên nhân gây ra đất chua. Đất chua là đất trong dung dịch có nồng độ pH cộng lớn hơn nồng độ pH trừng. Nhiều ion, nhôm, sắt tự do. Một số nguyên nhân chính làm cho đất bị chua là do nước mưa làm rửa trôi các cation kiềm trong đất. Trong quá trình trồng trọt, cây trồng lấy đi một lượng cation kiềm trong đất mà không được hoàn trả lại cho đất. Do quá trình canh tác bón phân hóa học chua sinh lý vào đất, các cation NH4 cộng, K cộng được kéo đất, cây trồng hấp thụ để lại gốc sinh thoát. Clo tạo thành H2SO4, HCl làm cho đất bị chua. Ngoài ra, sự phân giải chất hữu cơ trong điều kiện tỷ khí đã sinh ra nhiều loại axit hữu cơ làm cho đất bị chua. Biện pháp cải tạo đất chua gồm có các biện pháp sau đây: biện pháp bón vôi, biện pháp tỉ lợ và biện pháp canh tác. Thông tin bổ sung: cây chỉ thị cho một đất chua. Chúng ta có thể nhận ra đất chua bằng các thực vật chỉ thị như cây sim, cây mua, rủ quyên, cỏ lào ở một số vùng đồi, đất dốc, xóa mòn, cỏ chích, cỏ lao ở nơi đất cằn cỗi, cỏ nang, cỏ ác, lá ở những vùng trũng ngập nước. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu quá trình cải tạo đất mặn. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân gây ra đất mặn. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu các biện pháp cải tạo đất mặn. Nguyên nhân gây ra đất mặn. Đất mặn là những loại đất có nồng độ muối hòa tan như natri clorua, natri sulfat, canxi sulfat, magie sulfat trên 2,56 phần ngàn. Đất mặn được hình thành ở các vùng ven biển có địa hình thấp do thủy triều vỡ đê hoặc do nước biển theo các cửa sông vào bên trong đất liền mang theo được muối hòa tan làm đất bị mặn. Ngoài ra, do nước ngầm chứa hợp lượng muối hòa tan thấm lên tầng đất mặn làm đất bị mặn. Biện pháp cải tạo đất mặn: biện pháp bón phân, biện pháp tỉ lợ, biện pháp canh tác và chế độ làm đất thích hợp. Cải tạo đất xám bạc màu gồm nguyên nhân gây ra, biện pháp cải tạo. Những nguyên nhân chính
gây ra đất xám bạc màu. Ở những vùng tiếp giáp giữa đồng bằng và trung du miền núi thường có địa hình giáp thoại, nên quá trình rửa trôi chất dinh dưỡng trong đất diễn ra mạnh mẽ, lòm đất bị bạc màu. Do tập quán canh tác lạc hậu, tức là trồng một loại cây trồng liên tục trong nhiều năm, lòm đất không đúng, bố trí thời vụ không hợp lý, để đất trống vào mùa mưa, lòm cho đất trở nên mất cân đối và nghèo dinh dưỡng, vị chua. Ở nước ta, đất xám bạc màu không phổ rộng rãi ở các vùng trung du Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Biện pháp cải tạo đất xám bạc màu: biện pháp bón phân hữu cơ, phân vô cơ, phân xanh. Đặc biệt chú ý bón phân hữu cơ để vừa nâng cao độ phì nhiêu của đất, vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao. Bón vôi để nâng cao độ pH của đất và cải tạo tính chất vật lý của đất. Biện pháp thủy lợi: tưới tiêu hợp lý nhằm tránh rửa trôi các chất dinh dưỡng trong đất. Biện pháp canh tác: bố trí hệ thống cây trồng, sử dụng giống ngắn ngày thích hợp, sử dụng công thức luân canh năng vụ, trồng xen canh cây họ đào để vừa tăng thu nhập vừa cải tạo đất. Bài học hôm nay đến đây kết thúc. Chúc các em học tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo.